nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Chúng tôi chào quý vị đến với phần 2 của chương trình hôm nay, chương trình của Phục Sinh tuần thứ 6, Chủ nhật thứ 6 của một Phục Sinh 5C. Xin hát với nhau bài hát Bài ca Môi Sen. Mừng khen Thiên Chúa, Chúa thiên binh ngoại hùng, quyền năng khôn xanh khiến muôn dân kinh hoàng. Người ra tay cứu thoát chúng muôn tù nhân, thánh danh uy linh người đáng muôn đời tôn vinh. Bao quân thù người ném sâu biển khơi, thương dũng binh hùng rời xa thầy. Chúa ta uy quyền để cứu ta, giờ đây xin dâng lên cầu ca. Mừng khen Thiên Chúa, Chúa thiên binh ngoại hùng, quyền năng khôn xanh khiến muôn dân kinh hoàng. Người ra tay cứu thoát trước mưu tù nhân, thánh danh y linh người đang muôn đời tôn vinh. Chúa giữ lời người hứa cho tổ tiên, chân ơn hộ tù lần dân vui lên hoan reo vang. Mừng khen Thiên Chúa, Chúa thiên binh ngoại hùng, quyền năng khôn xanh khiến muôn dân kinh hoàng. Người ra tay cứu thoát trước mưu thủ nhân, thánh danh uy danh người đang muôn đời tôn vinh. Đứng Chúa trời hại xuống luôn chân tre, đàn khói nành hùng trực nuôn tươi. Cứu Chúa danh Ngài thần thánh thầy, ngàn năm xin tôn vinh không ngơi. Mừng khen Thiên Chúa, Chúa thiên binh ngoại hùng, quyền năng khôn xanh khiến muôn dân kinh hoàng. Người ra tay cứu thoát chiến hữu thủ nhân, thánh danh uy linh người đang muôn đời tôn vinh. Vâng, đó là bài hát rất là uy hùng để diễn tả lại cái cuộc xuất hành của dân Do Thái. Xin Chúa cho chúng ta cũng có một cái viễn tượng rất là tươi đẹp khi chúng ta được đồng hành với nhau. Xin cha danh cho chúng ta nghe bài đọc 2. Bài chú sách Khải Huyền, chương 21. Tôi là Gioan, đang khi tôi xuất thần thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem. Từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ. Và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Trong thành tôi thấy có đền thờ vì Đức Chúa Thiên Chúa Toàn Năng, và con chiên là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nghe thấy cái con số 12 hơi nhiều, 4-5 lần. 12 thiên thần, 12 cửa, 12 tông đồ. Rồi chúng ta thấy chim con chiên, rồi thành Jerusalem. Đó là những hình ảnh, những biểu tượng của cái của giáo hội, của thiên đàng, của các tông đồ mà nền tảng của giáo hội, với con số 12, 12 chi tộc Israel đến 12 tông đồ và đến giáo hội của chúng ta. Thì
Chúng ta tạ ơn Chúa vì qua sự phục sinh của Chúa và ban Thánh Thần xuống mà các tông đồ đã làm cho sống lại, đã làm cho ứng nghiệm những điều mà chúng ta mới lắng nghe. Đó là từ chi tộc Israel, 12 chi tộc cũng như từ 12 tông đồ mà giáo hội đã được ra đi loan báo để rồi chúng ta có một giáo hội công giáo ngày hôm nay. Vâng, đây là một cái hình ảnh mang tính biểu tượng. Như tôi nói đó, Thánh Gioan là một nhà chiêm niệm thần học rất là sâu xa. Có lẽ là nó khởi đi từ cái kinh nghiệm Ngài ngồi bên chân Chúa thường xuyên lắm. Ngài có một cái cảm nghiệm thâm sâu, đó là Ngài là một môn đệ được Chúa yêu mến rất là nhiều. Và cái tâm tình của Chúa Giêsu gắn liền với tâm tình của ông Thánh Gioan là ông tác giả của Tin Mừng thứ tư, phải không Gia Danh? Chúng ta thấy rằng đây là một cái hình ảnh tôi thấy nó là bộc phá. Lý do là chúng ta biết khi nói đến Jerusalem nó là cái thành đền thờ của người Do Thái cơ. Đúng không ạ? Nó là đền thờ của người Do Thái. Cho nên khi mà người Do Thái mà nghe đoạn này, ngay cả ngày hôm nay họ khó chịu lắm ạ. Tại sao họ khó chịu? Vì họ nói vì cái lời này là nói rằng đây là một cái viễn tượng cho tôi thấy rằng trong cùng đền thờ này Thiên Chúa là cha mà tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob đã tôn thờ, người Do Thái đã tôn thờ, thì chính Chúa Giêsu là trung tâm điểm của cái đền thờ này. Đó. Chúng ta có thấy là nó hoàn toàn là một cái tư tưởng bộc phá không chứ anh? Yeah. Đó. Trong khi đó người Do Thái là vừa mới bắt xử, vừa mới đánh đập, vừa mới đóng đinh Chúa Giêsu, mà bây giờ ông Thánh Gioan nói rằng ông thấy một cái viễn tượng này. Được, cái phần cuối chúng ta lắng nghe lại này. Trong thành tôi không thấy có đền thờ vì Đức Chúa, con Thiên Chúa toàn năng, con chiên là đền thờ của thành. Đó, như vậy thì Chúa, Thiên Chúa, con chiên chính là đền thờ. Chúng ta nhớ có lần Chúa nói hãy phá hủy đền thờ này đi. Với lại Chúa nói rằng đã ta sẽ xây dựng lên thành 3 ngày. Sẽ có lúc người ta tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý, trong thần khí và sự thật. Đó, thật sự ra chúng ta cũng phải suy gẫm về cái tư tưởng này một chút. Chúng ta coi trọng đền thờ lắm đúng không? Thì thật sự không sai, cũng đúng thôi. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta quên đi cái đền thờ là dân Chúa. Dân Chúa mới là đền thờ đích thực. Con chiên của Chúa, tức là Chúa Giêsu mới tạo thành đền thờ. Đức tin vào Chúa, cái sự sống đạo chính là đền thờ. Chứ nhiều khi chúng ta tập trung vào cái đền thờ, cái tượng cũng như là những cái hình ảnh bề ngoài quá, xi măng mà nó mất đi cẩm thạch, nó mất đi cái đền thờ đích thực đây này. Chúa Giêsu nói này, con Thiên Chúa, con chiên là đền thờ của thành rồi. Chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có Thiên Chúa tỏa rạng rồi, và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Cũng hay lắm. Tức là trong đền thờ, dĩ nhiên nhiều lúc chúng ta nhấn mạnh đến sự uy nghi của nhà thờ, của đền thờ cao, đẹp, to, sáng. Nhưng mà cái quan trọng nhất, có Chúa, có niềm tin, có đức tin chiếu sáng. Tôi thiết tưởng tôi và Chê Danh cũng chia sẻ với nhau cái kinh nghiệm này, đó là chúng tôi đã được dâng thánh lễ ngay trong Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Roma cùng với các linh mục khác, và chính bản thân tôi cũng đã được dâng thánh lễ trên nhà thờ chính của Đại Vương Cung Thánh Đường đó, và dâng lễ trong nhiều nhà thờ và uy nghi nguy nga lộng lẫy tráng lệ lắm. Nhưng mà tôi, bản thân tôi thì cũng đã từng dâng lễ trong những cái túp lều nhỏ xíu siêu vẹo lụp sụp ở vùng đất Campuchia, nơi mà chúng tôi truyền giáo. Và cảnh sống của những đồng bào thờ hương chúng ta thật là te tua và thê lương, đến mức độ họ cho chúng tôi mượn một cái chòi nhỏ, một nửa bên là để nhiều bao gạo, rồi một nửa bên là giáo dân đi lên để rồi sau khi tôi dâng lễ xong thì là phát gạo cho mỗi gia đình nghèo. Thì đang giữa lễ thì mưa nó xuống, là cái mái tôn là nó kêu rào 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 đó, rồi mới biết được rằng mái tôn nó là mái tôn ngàn sao, lụng lỗ tùm lum cả, là nước mưa nhiễu cả vào gạo, nhiễu cả lên giáo dân, nhiễu cả lên chủ tế, và nhiễu cả vào mình máu thánh của Chúa. Vâng, thì đó nó nói lên rằng cái cho nên cái đền thờ là ở đâu nữa, cái sự hiện diện của linh mục, của một cái đức tin của giáo dân tụ tập lại đã tạo thành một cái đền thờ, và chính Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta xây dựng nên cái đền thờ thiêng liêng ấy. Đó, để cho chúng ta thấy rằng trong bất cứ nơi đâu khi có Chúa Giêsu là con chiên Thiên Chúa, chúng ta có đền thờ. Đó là cái viễn tượng mà tôi thấy rất đẹp ở Chay Danh. Vâng.
và chính Chúa là ánh sáng, là mặt trời, là mặt trăng. Vâng. Theo cái suy nghĩ tâm linh đó thì chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta, cái gì là quan trọng? Chúng ta quan trọng nhất là điều gì là quan trọng? Chúng ta hãy tập trung lời Chúa, Thánh Thể, hiểu ý Chúa, yêu thương, khoan dung, bác ái, hoa quả Thánh Thần. Đó là những điều quan trọng. Và vì thế mà giáo hội Công giáo không đòi buộc tất cả Kitô hữu Công giáo phải đi hành hương sang Roma hay đất thánh. Nếu có cơ hội, có điều kiện thì đi, rất là tốt, vì nó là một cái cảm nghiệm thiêng liêng mà chúng ta có thể muốn biết được tận nơi Chúa Giêsu đặt chân, Chúa Giêsu làm phép lạ, Chúa Giêsu đi trên nước làm sao. Hay là trong đền thờ Thánh Roma, ông Phaolô và Phêrô chết như thế nào. Nhưng mà không bắt buộc lý do là ở cái điểm này. Lý do là chúng ta không phải cậy dựa vào một cái đền thờ bằng gạch đá và cẩm thạch. Nhưng mà là đền thờ thiêng liêng do chính Chúa Giêsu là trung tâm điểm của đền thờ ấy. Đó là viễn tượng của Thánh Gioan, cũng là niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Vâng, Chúa Kitô là con chiên. Chúng ta đi lễ, chúng ta luôn luôn tuyên xưng cái niềm tin ấy. Xin Chúa cho chúng ta trong những ngày tháng này là thời gian của Thánh Thần hiện xuống, thời gian của đón chờ ơn sủng Thánh Thần để chúng ta sống đạo tích cực và vui tươi. Thì cùng với các tông đồ chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa cho chúng ta biết sinh ra những hoa quả của Thánh Thần, của vui tươi, của yêu mến, của phục vụ, thưa quý vị. Vâng, và quý vị biết rằng ở Việt Nam rất là nhiều nơi bây giờ là xây đền thờ, phải không cha Danh? Xây nhà thờ, xây chùa cũng rất là nhiều. Và rồi chúng ta được chính lời Thánh Gioan nhắc nhở rằng cái ưu tiên số 1 là xây đền thờ thiêng liêng, mà mỗi tín hữu là một viên gạch trong cái đền thờ đó. Mà Chúa Giêsu là tảng đá góc tường, có nghĩa là một tảng đá nó giữ cái đền thờ đó cho đứng vững. Không có cái hình ảnh Chúa Giêsu tảng đá góc tường là cả cái đền thờ nó sụp đổ cả. Cho nên trong khi chúng ta đi cổ động vấn đề xây dựng lại nhà Chúa, xây dựng lại nhà thờ, xây dựng lại đền thờ, rồi mua ghế, mua gạch, mua tượng ảnh phải là to nhất, đẹp nhất làng hay là đẹp nhất thế giới. Bây giờ có nhiều cái tượng gọi là to nhất thế giới. Thì đây là chúng ta thấy đôi khi chúng ta phải cân nhắc coi cái chi phí này á, là nên làm việc của Chúa cho người nghèo, chia sẻ yêu thương, hay là cứ xây dựng thành quách cho nó thật là to lớn nguy nga để rồi những người nghèo chết đói vẫn còn đó. Đó là một cái sự cân nhắc thiêng liêng mà tất cả chúng ta đều phải suy xét, vì đó là công việc chung của các cộng đoàn. Vâng, nếu mà cần phải sửa đó, nó tới lúc cần phải sửa, cần phải làm lại, thì chúng ta thấy rằng rất là chính đáng, tốt đẹp. Nhưng mà có những khi không cần, chỉ vì muốn xa xỉ, đẹp hơn, to hơn, tốt hơn, nhìn nhìn hơi nhất là hơn cái nhà thờ khác thì điều đó nó rất là sai. Vâng. Với cái đức tin chúng ta. Vâng, nếu mà nó trở thành một cái xa xỉ phẩm, có nghĩa là nhà thờ chúng ta đang đẹp, đang vững chắc, chúng ta trùng tu sửa sang lại chút xíu là xài vẫn được. Đằng này chúng ta đập hết xuống, chúng ta xây lên một cái mới thì là một sự vô cùng lãng phí. Đó là quan điểm rất là chân thực của chúng tôi, cũng như dựa vào lời Kinh Thánh nói cho chúng ta ở đâu là điểm quan trọng nhất và chính yếu nhất của niềm tin Kitô giáo. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.